Đi. Đi đâu? Làm đi. Chào em. Giới thiệu một chút về bản thân nhá. Tên, tuổi. Dạ, em... Hồi hộp đúng không? Thôi rồi, cái phần tên tuổi em có ghi ở trong này hết rồi. Bây giờ bỏ qua phần đấy. Bây giờ em đọc một bài thơ diễn cảm. Nào, mời em. Em đọc một bài thơ nhưng mà không không diễn cảm đâu ạ. Không, đọc thơ là nó phải có cảm xúc. Mình tuyển diễn viên mà em, cảm xúc. Nó như trong bài diễn em ạ, nó phải có cảm xúc, nó phải có tâm lý. Thì thơ mình đọc nó cũng thế. Nó phải có diễn cảm bên trong này, nó có cái nội tâm này, bên trong, đúng không? Đấy, thế mình mới gọi là tuyển diễn viên, đúng không? Tự tin nhá. Vậy em xin phép được đọc bài thơ về quê mình ạ. Tốt quá. Em là con gái Bắc Ninh, em nghiêng cái nón, mái đình nghiêng theo. Xong rồi các thầy bảo không cần phải giới thiệu nữa. Bởi vì tên có ở trong sổ hết rồi. Tên là ở trong sổ rồi. Xong rồi thầy bảo làm một bài thơ thật là truyền cảm. Thầy đọc bài thơ xong đỡ. Thế rồi á? Nhưng mà bài thơ như nào cô? Thì tớ làm về quê hương của tớ. Quê tớ ở Bắc Ninh. Tớ đọc là em là cô gái Bắc Ninh, em nghiêng cái nón, mái đình nghiêng theo. Đỡ. Thế thôi à? Thí sinh tiếp theo. Em có thể... Dạ, không cần đâu anh ạ. Dạ, bởi vì em đang rất là hồi hộp cho nên em không tự giới thiệu bản thân mình được. Sau em biết là anh ghi ở trong sổ kia rồi cho nên bây giờ em xin được phép trình bày một bài thơ thật nhiều cảm xúc về quê hương của mình ạ. Có đúng không anh? Đúng. Em là con gái Cần Thơ, em nghiêng một cái, cột cờ nghiêng theo. Hồi hộp thì thầy mới không làm khó. Đọc một bài thơ về quê hương. Đỗ. Phải thật hồi hộp đọc một bài thơ về quê hương. Phải thật hồi hộp. Đỗ. Em đang hồi hộp ấy. Các anh thấy em hồi hộp không? Hồi hộp chưa? Chính vì em hồi hộp nên là không cần phải giới thiệu nữa đúng không? Vâng, đúng rồi, đúng. Tên ở trong này hết rồi đúng không? Vâng, đúng rồi. Bây giờ là đọc một bài thơ giới thiệu về quê mình, đúng không? Vâng, đúng rồi. Đúng rồi. Em xin phép đọc bài thơ ạ. Em là cô gái Vân Đồn, em nghiêng cái nón cái... Này. Đi đâu đấy? Có đỗ chưa? Trượt. Thế sao mà trượt? Có làm giống như anh này không? Có. Làm đúng công thức nhá. Hồi hộp có nhá. Làm thơ về quê hương có nhá. Thế mà còn trượt. Thế nhưng mà làm sao mà trượt? Các thầy bảo
với cậu ở đâu? Vân Đồn. Đi về đi. Không chưa đi mà. Quê tớ mà bảo đi cũng mất vệ sinh. Thì quê cậu ở đâu? Mong gái. Đi về. Quê mong cái. Gọi lại cho bố mày lần nữa xem nào. Vâng ạ. Bố mày bảo gì? Bố không bắt máy. Thế bố ngại cái gì đấy? Nhưng có con nào nghe 3 lần rồi. Ông Sơn! Ôi mẹ. Có người lớn người bé đây mẹ. Im mồm! Mày nói câu nữa tao đánh bổ mẹ bây giờ nhá. Mẹ. Con trai bố mẹ đấy. Hôm nay con xin giao giả lại con trai cho bố mẹ. Chuyện này con nhục lắm rồi. Con không thể nào con chịu được cái loại chồng mà cái loại đi chơi với gái. Gái nào? Im mồm. À, đi chơi với gái rồi lại còn công khai cho gái nghe máy chứ lại. Máy nào? Im. Bò. Mày nói cho ông bà biết là cái con trong điện thoại nó nói như thế nào đi con. Cô ấy nói là thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau ạ. Mày vừa đòi đánh bỏ mẹ ông, bây giờ ông đánh bỏ bố mày luôn nhá. Bây giờ anh đi làm về. 7 giờ anh về. 7 giờ mà không điện cho em. Về người ta gọi nó làm gì? Cô không mua đâu. Cô đã bảo cô không mua rồi, con đi ra chỗ khác chơi đi. Cháu ơi. Ây rồi, ây rồi. Rồi, 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 rồi. Gì? Bán vé số à? Cầm à? Ừ. Cầm đấy. Thế bố mẹ đâu mà phải đi bán vé số? Mẹ. Mẹ. Mẹ già. Mẹ già. Đấy, mẹ già. Bố. À, rồi. Khổ quá. Bố nó bị điên đấy. Rồi, anh không đúng à? Thế nào? Nhanh. Xe máy. Bố đi xe máy. Bố đua xe máy với bọn trẻ trâu trên bờ hồ. Thế nào? Nhanh. Xe máy. Bọn trẻ trâu. Rồi, hiểu rồi. Bố nó đi xe máy bị bọn trẻ trâu trên bờ hồ đâm què chân, đúng không? Khổ quá. Thế này, đây. Chú cho. Nha, chú cho về mua gì cho bố ăn nhá. Này, ra đây cô bảo. Cái này cô cho con nhá. Này, con bị câm lâu chưa? Con bị câm bẩm sinh ạ. Đấy, nó bị câm bẩm sinh. Này, kia. Này, con kia.